Để có một chiếc thẻ thư viện, bạn cần xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra thông tin cá nhân. Ở đây, chúng ta có một chương trình kiểm tra thông tin cá nhân trước khi cấp thẻ thư viện. Chương trình này có thể chấp nhận các loại giấy tờ như chứng minh nhân dân, giấy khai sinh hoặc bằng lái xe để xác nhận thông tin của một người. Một cá nhân bất kỳ đến yêu cầu làm thẻ thư viện thì phải xuất trình một trong ba loại giấy tờ trên. Chúng ta sẽ sử dụng các biến kiểu boolean như chứng minh thư, giấy khai sinh, bằng lái xe với các giá trị là true của biến tương ứng với việc người đó có mang theo loại giấy tờ và giá trị false thì ngược lại. Một người đến làm thẻ thư viện thì có thể mang theo nhiều loại giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên thì họ chỉ cần xuất trình một loại giấy tờ là đủ yêu cầu và máy tính sẽ thông báo kết quả trên màn hình. Ngược lại, nếu người đó không mang theo bất kỳ loại giấy tờ nào thì sẽ không đủ điều kiện để được cấp thẻ thư viện, màn hình sẽ in ra thông báo từ chối. Hãy theo dõi chương trình sau đây và trả lời chương trình sẽ cho kết quả như thế nào nếu như các giá trị để khởi tạo lần lượt là chứng minh thư bằng false, giấy khai sinh bằng true, bằng lái xe bằng true.